Chào tất cả các bạn, mình là Hải, nhân viên kỹ thuật của công ty cổ phần và công nghệ Savimax, nơi chuyên cung cấp máy nông lâm ngư nghiệp. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp và sử dụng máy sạc phân 3VKM chữ 3, chữ 4, 3. Điều kiện có tay cầm, lắp, lọc giáp. Ống dẫn nước và ống tạo áp lực, tấm chắn khi dùng cho dạng phun nước, đầu phun, dây đeo, ống dẫn gió, kiện. Bình pha nhiên liệu và sẽ hướng dẫn sử dụng. Đầu tiên chúng ta sẽ lắp các phụ kiện lại với nhau. Phụ kiện đầu tiên gồm có ống dẫn khí, lồng đai siết vào ống dẫn. Sau đó siết chặt. Tiếp theo là cần phun, cũng phải có đai siết. Siết càng chặt thì gió, hiệu suất của gió thổi ra càng cao. Sau ống dẫn là đầu phun, cũng có đai siết. Khi chúng ta muốn phun dạng ở dạng chế độ dạng bột, dạng hạt thì chúng ta chỉ việc cho nhiên liệu vào bình và sử dụng luôn, không cần phải lắp thêm bất cứ một phụ kiện nào khác. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cách lắp phun dạng nước. Điểm đặc biệt của phun dạng nước là chúng ta phải thay tấm chắn dưới đáy bình bằng tấm nhựa màu đen. Hai con ốc ở đáy bình. Khi phun dạng bột, dạng hạt thì chúng ta dùng tấm chắn bằng sắt này. Nhưng mà khi phun dạng nước, ta phải thay tấm chắn sắt này bằng tấm nhựa đen. Lấy cái gioăng cao su ở tấm sắt ra, thay vào tấm nhựa đen, lắp gioăng vào để kín. Chúng ta phải lắp gioăng cao su vào tấm nhựa đen để tránh hở nước. Kết quả như này, đặt tấm nhựa đen vào đây. Đặt bình lên. Ta lắp tấm chắn màu đen ở đáy bình. Siết ốc lại.
sau khi lắp tấm chắn xong, ta sẽ lắp dây tạo, dây dẫn nước, dây tạo áp lực. Đây là dây tạo áp lực. Chúng ta sẽ cắm xuống tận với đáy bình. Cắm xuống đáy bình. Nơi có một cái lỗ hở. Dây dẫn nước trong bình, trong túi phụ kiện. Cảm ơn. Đáy bình. Lắp ống tạo áp lực, dây tạo áp lực qua lọc rác. Và lắp bình. Sau đó chúng ta nối dây dẫn nước. Dùng những phụ kiện có sẵn. Dây dẫn nước từ bình ra. Đến van nước. Vậy chúng ta lắp xong dạng phun dạng nước. Khởi động máy như bình thường. Cách pha nhiên liệu. Đây là bình pha nhiên liệu mà trong máy có sẵn. Đây là xăng. Đây là nhớt hay thì. Chúng ta pha theo tỷ lệ 25:1, tức là 25 lít xăng 1 lít nhớt. Có phễu đây. Lưu ý là phải pha đúng tỷ lệ 25:1 máy mới sử dụng được. Xăng ở ngăn to. Nước ngăn nhỏ. Lưu ý là hai bên bằng nhau rồi. Nước ta nhiều hơn rồi. Chút xăng nữa cho hai bên bằng nhau. Sau đó nó trộn đều lên. Lắp đều và đổ vào bình nhiên liệu.
với lần đầu sử dụng thì chúng ta phải bơm xăng lên bộ chế. Đây là cách bơm xăng, còn muốn bơm ở đây. Rồi, xăng lên là được. Với lần đầu sử dụng thì le gió chúng ta để mở 1/3 và giật nổ. Với chế độ phun dạng bột dạng hạt thì chúng ta giữ nguyên tấm chắn bằng sắt dưới đáy bình. Khi phun chế độ dạng bột dạng hạt, chúng ta giữ nguyên tấm chắn bằng sắt dưới đáy bình. Muốn tăng lượng bột dạng hạt xuống ống xả, chúng ta dùng tay cần dài để chỉnh lượng xuống. Số càng cao thì lượng nhiên liệu xuống càng nhiều.